G35 trên trục đường là đường Hòa Lợi 247 ạ. Thì lô G35 này thì nó có tổng diện tích là vâng, nó có tổng diện tích là 93,1 m ạ. Vâng, 93,1 m anh Toàn ơi. 93,1 m nha cả nhà. Đúng rồi, chính xác. Bờ ngang 5 m và bờ dài nó là 18,88 thì ra 19 m luôn ạ. Dạ đúng rồi, phun thổ cư luôn các bạn nha. Vâng, phun thổ cư luôn. Hiện tại với cái diện tích 93,1 m này thì thổ cư 100%, nên các anh chị và các bạn chúng ta có thể được xây dựng tối đa trên cái diện tích của mình luôn nha. Và giá ở đây thì bao nhiêu thúy ha? À vâng, thưa các bạn, hiện tại thì xin báo giá luôn cái lô G35 này với giá là 1 tỷ 580 triệu. Giá này là giá chưa bao gồm chiết khấu nha anh Toàn ơi. Vâng, thì anh Toàn có thể trao đổi cùng với cả nhà về cái thanh toán để hưởng chiết khấu đi ạ. Thì hiện tại thì ở bên mình có hai tiến độ thanh toán, đó là một là khách hàng thanh toán theo tiến độ thì sẽ chia làm 6 đợt. Thì nếu mà khách hàng thanh toán theo tiến độ thì sẽ được chiết khấu là 5% trên tổng giá trị giá bán. Còn nếu như và cộng với 1.000 USD. Còn nếu như mà khách hàng thanh toán 95% thì khách hàng sẽ được chiết khấu luôn là 10% tổng giá trị giá bán và 1.000 USD. Vâng. Vậy thì theo Thúy vừa tính nhẩm sơ sơ qua thì cái lô này G35 này nếu mà thanh toán 95% được chiết khấu 10% và 1.000 USD thì nó chỉ còn hơn 1 tỷ 3 một chút xíu thôi anh Toàn ạ. Giá rất là mềm đúng không ạ? À hơn 1 tỷ 3 một chút xíu thì mình thấy cái lô này mà 98,3 m² thì mình cho là 100 m² đi thì chỉ có 1 tỷ 3 so với cái vị trí mà ở ngay mặt tiền đường chợ Nhật Hy như thế này thì giá rất là rẻ ạ. Thì mình có thể là mình mua đầu tư được cả nhà. Nhưng mà đặc biệt là cái lô này thì cái đặc điểm của nó như thế nào thế ha, thế có thể là cho khách hàng được biết luôn ạ. Vâng, hiện tại thì niên kế GO35 này nằm trên trục đường này là trục đường Hòa Lợi 247 đúng không ạ? Đúng vâng rồi. Thì hiện tại lô này là sẽ thuộc về là sẽ là xây nhà ra sổ, nên vì thế sẽ được hưởng những cái chính sách của bên chủ đầu tư là bên công ty Nam Dương là hỗ trợ hoàn toàn giấy phép xây dựng anh Toàn ha. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ là khi mà khách hàng mua á, thì nếu mà khách hàng có số cầm trên tay thì khách hàng xây nhà ra số cho cái khách hàng. Và ở đây thì cái mẫu thiết kế thì bên mình hiện tại đang sẽ là hoàn chỉnh luôn cái mẫu thiết kế này. Khi khách hàng cần xây nhà thì bên mình sẽ đưa luôn bán vẽ và cái mẫu thiết kế của cái trục đường Hòa Lợi 247 này cho tất cả khách hàng mà đang có nhu cầu mua đó. Thực ra mình nghĩ thì cái lô này khách hàng nào mà mua mục đích là xây dựng ở và kinh doanh buôn bán thì sẽ tốt hơn là những khách hàng mua đầu tư ạ. Chính xác là như vậy, bởi vì sao anh Toàn nói là kinh doanh buôn bán được các bạn? Bởi vì cái trục đường cạnh mặt tiền đường trục này là đường Hòa Lợi 247 là trục đường đấu nối với đường nhà nước, và từ con đường này chúng ta sẽ chạy thẳng ra tuyến đường. Đường và bên kia là đường Valencia và đúng rồi. Bà. Dạ chính xác. Nên chính vì thế là cái lưu lượng xe đi lại qua cái con đường này sau này khi mà hoàn thiện á thì chắc chắn là rất là đông. Nên là tất cả các anh chị và các bạn chúng ta lưu ý lô G35 này sẽ là một cái địa điểm để chúng ta kinh doanh cũng như là chúng ta buôn bán đa ngành nghề được anh chị nhá. Vâng, thì hiện tại anh Toàn ơi, mình có thể cho các bạn coi kỹ hơn về cái diện tích của cái mặt tiền của cái lô này này được không ạ? Rồi thì bây giờ là... thấy sẽ bắt đầu từ cái mép nào cho tới mép nào thì mà đúng mình rồi, anh mình sẽ cầm máy quay để quay cho mà thấy sẽ hướng dẫn luôn ha. Dạ, rồi okay. Bắt đầu đây là cột mốc nha mọi nhà cả nhà nha. Rồi. Hiện tại thì bên cạnh lô G35 này sẽ có bên này cái này là dùng để là cây xanh này anh ạ. Sau một vài ngày nữa các bạn là cây xanh sẽ được trồng. Còn đây là cột mốc của G35 sẽ bắt đầu từ đây và trải dài sang bên này sẽ là 5 m cả nhà ơi. Vâng, cột mốc bên này sẽ là đây. Lên tới đây luôn ạ. Đó, 5 m. Đúng ạ, chuẩn chưa? Rồi đúng rồi, 5 m rồi. Thì thấy là bên kia là bao nhiêu mét? Còn dài, chiều dài của lô này, chiều dài của lô G35 sẽ có gì ạ? Chiều dài là 18,8 m thì chúng ta gọi cho là 19 đi các bạn ha. Vâng, chiều dài rất là lý tưởng để chúng ta xây nhà luôn. Đây rất là thông thoáng. Và trục đường đây là trục đường Hòa Lợi. Vâng, trục đường Hòa Lợi 247. Đây các anh chị có thể quan sát rất là rộng. Trục đường này có diện tích lòng đường là 13 m. Vâng, từ 13 m các anh chị nhá. Hai bên vỉa hè đã đều được lát gạch này. Và ngay cạnh trục đường Hòa Lợi 247 này chính là trục đường Hòa Lợi 216. Vâng, các anh chị có thể thấy trục đường 216 đó, nằm cạnh luôn. Đó, nằm cạnh luôn. Đây thì có thể đi xa hơn chút xíu các bạn có thể thấy ạ. Trục đường Hòa Lợi 216 này sẽ chạy thẳng là đường đấu nối với đường nhà nước, sẽ chạy thẳng ra tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Đây, ngay đường này khu vực này. Cách có khoảng độ có một lô G35 là mở cửa đúng không ạ? Đây, trục đường Hòa Lợi 2 hiện tại thì đang đứng ở ngay khúc ngã ba trục đường Hòa Lợi 247 giao nhau với trục đường Hòa Lợi 216 đó các bạn. Trục đường Hòa Lợi 216 sẽ chạy thẳng ra tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, và trục đường Hòa Lợi 247 chúng ta sẽ chạy thẳng ra tuyến đó là Balasi.
Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chính vì thế là nó G3 năm này nó hưởng chọn những cái giá trị tiện ích đúng không anh Toàn ha? Đúng rồi ạ. Thì như thế có nói rằng trục đường Hòa Lợi 216, thì trục đường Hòa Lợi 216 này mình nói thêm là trục đường này nó thẳng ra là quốc lộ 14. Đó là cái công chính của dự án bên mình, là công chính chợ đêm Nhật Hơi. Và một hướng này theo bên tay trái này của mình sẽ hướng thẳng ra là đường Mỹ Phước Tân Vạn. Và nó cũng theo trục theo bên tay trái này của mình thì đó là giai đoạn 2 của bên mình ạ. Giai đoạn 2 của bên mình thì dự kiến sẽ tầm là 15 cho đến là 30 hecta. Thì quỹ đất thì bên mình đang tiến hành, tức là bên mình cũng đã lấy quỹ đất rồi, và bây giờ bên mình cũng đang thỏa thuận một số cái người dân để mà lấy thêm, để mà tiếp tục làm cái dự án 2. Thì dự án 2 của mình chỉ tiếp tục là tiếp giáp với đường Mỹ Phước Tân Vạn luôn ạ. Và rất là tuyệt vời là bởi vì như em thấy là nên cái G này á, nó sẽ nằm cạnh với lại trường mầm non của chúng ta ngay đây đúng không ạ? Nằm ngay cạnh trường mầm non và sẽ nằm giáp với lại giai đoạn 2. Đúng rồi, trường mầm non là... và ngay chỗ này là có công viên, và nó cũng là tiếp giáp với LKL thì nó là giai đoạn 2. Cho nên mình rất là thích cái LKL, nhưng mà hiện tại ở đây thì LKL bên mình cũng đã bán hết rồi. Và chỉ còn là ở đây là LKG35. Và khách hàng nào mà có nhu cầu buôn bán kinh doanh thì có thể là mua trên trục đường Hòa Lợi 247 này. Đó là lô G35 đó mà chúng ta kinh doanh buôn bán ạ. Dạ đúng rồi, rất là tuyệt vời. Vậy thì để kết thúc một cái video này thì mình sẽ giới thiệu lại với cả nhà về diện tích cũng như là giá của cái lô liền kề G này một lần nữa nhé. Vâng, thì thay mặt anh Toàn thì sẽ giới thiệu cùng với cả nhà về cái lô liền kề NG OS 35 này với diện tích là 93,1m, tổng giá bán chưa chiết khấu là 1 tỷ 580 triệu, và khi chiết khấu 95% thì được hưởng chính sách là 10% tổng giá trị giá bán và 1.000 USD. Thì yeah, nếu mà mình cộng lại với cái lô này thì khách hàng sẽ được tầm khoảng là 150 triệu ạ. Không, gần 200 triệu. Gần 200 triệu cả nhà. Dạ đúng rồi, gần 200 triệu tiền chiết khấu. Tại vì lô nó là 1 tỷ 5 thì đã là 150 triệu rồi, cộng với 23 triệu nó là khoảng 1 tỷ 8. Thôi 180 triệu. Wow, mua xong cái này đã được hưởng lời 180 triệu rồi các bạn. Vậy thì ví dụ mà trường hợp nhiều anh chị đầu tư á, em thì thấy là người ta mua xong người ta bán lại là mình đã được hưởng cái chiết khấu là tiền lời đúng rồi. Đúng rồi. Ồ, tuyệt vời quá đúng không cả nhà ha. Vâng, hiện tại thì lô G35 này bên mình đang nhận cọc cho khách hàng, đặc biệt là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật này sẽ mở bán tập trung vào những cái giai đoạn cuối cùng của dự án. Thì rất là mong những anh chị và các bạn nào đang quan tâm đến dự án Nhật Huy, khu trung tâm thương mại chợ Nhật Huy, và muốn chọn cho mình một cái nền đất để kinh doanh và buôn bán thì hãy nhanh tay alo cho anh Toàn hoặc Thúy nha. Rồi thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Thì nếu như cả nhà cảm thấy hay và thích và có muốn đầu tư vào cái dự án này thì có thể liên hệ mình bằng thông tin mà mình đỡ bên dưới, và có thể liên hệ cho Thúy bằng kênh của là Trần Thúy Bất Động Sản Bình Dương, hoặc là các số gọi theo số điện thoại cho hai anh em mình cũng được. Thúy thì có số điện thoại như thế nào Thúy? Rồi, số điện thoại của Thúy chính là 0974594548, và kênh của Thúy là Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Và số của anh Toàn ạ? Số của mình là 0903379002. Kênh của mình là Toàn Thịnh Phát ạ. Xin chào và hẹn gặp cả nhà vào những video sau. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy năng lượng và có thật nhiều niềm vui ạ. Rồi, xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà sau.